và con hẻm số 14 dạ, 40 tỷ đồng. Hẻm số 14 rất nổi tiếng với những cái món ăn tại trong con hẻm này. Ngay chỗ chúng ta đang đứng đây là quán hàng phố ẩm thực miền Trung của người Quảng, nổi tiếng bởi cơm gà, mì Quảng, bún cá ngừ và một số cái quán những cái món của người Quảng Nam và Đà Nẵng nói chung nữa. Đây, cái quán là một cái không gian treo rất là nhiều giỏ hoa từ lan cho đến một cái dương sĩ. Quán có không gian cây cỏ trước rất là mát. Đây là chỗ để xe nè. Quán hàng phố đây được sử dụng là một loạt bàn gỗ rất là mộc mạc, rất là đơn giản, không gian rất là mát. Đó, các bạn có thể thấy ở trong nhìn kìa, rất là mát mẻ. Đây là menu của quán hàng phố ẩm thực miền Trung tại số 14 xe 40 kỳ đồng, phường 9 quận 3. Đó, các bạn có thể thấy từ món bún cá thu cho đến ngừ, mì Quảng cá ngừ cho đến những cái món mì Quảng gà cá và cả những nguyên liệu như tôm thịt cá lóc, giá chỉ khoảng 45.000 thôi. Bún cá lóc, bún chả cá, bún mắm, thịt lục và mắm cái của người nữa, thịt lục của mắm tráng, cá nục bún mắm tráng, giá thì khoảng từ 60 đến 120.000 thôi. Đây, có những món như là hến xào, sốt bún tráng, lòng sòng nghệ, hay gọi là thú linh heo với lại nghệ tươi đó, có thể hấp hành. Và có những cái món như gà lên mâm này, gà xé khoai, gà theo món từ giá 150.000 đến 350.000. Đây cũng có mít trộn, là mít non, trộn thịt ba chỉ hoặc là tép rang, mộng xào theo mùa và mì xào, chả bò, bánh bèo Quảng Nam, hôm nay là chiếm, chế Đà Nẵng, chả Huế. Đây là cái hình ảnh quảng cáo của quán, mình món từ Quảng từ rất lâu rồi, từ Quảng có lắp thịt gà. Làm xong là thú linh heo với lại nghệ tươi và nhiều món như thịt cúng bánh tráng hoặc là hến xúc bánh đa, còn chế biến theo cách của người Quảng Nam Đà Nẵng. Đây là những nguyên liệu của quán cô Lê, quán hàng phố, từ thịt gà ta cho đến thịt sữa cho đến là tôm. Mời Liên, mở hàng cô 50 mì, có được của người Quảng hay cả những cái da vậy đây. Đây là cơm gà đây hả cô? Cơm gà đó em. Cơm gà là mình nấu thì sao mà nó có màu vàng hay cô? Mà đó mình nấu. Mở gà nó ra phải không cô? Mà nước đó luộc gà đó phải không? Đúng rồi. Dạ, yeah, thêm chấm thêm tí nghệ cho nó tươi, màu nó tươi. Đây là cơm gà. Cơm gạo được nấu với lại lúc gà hoặc là thì mỡ gà sẽ ra cái màu vàng thế này. Hoặc là sẽ thêm một tí gọi là nghệ cho màu nó tươi. Đánh tươi lên và khi khách ăn sẽ được bún qua dĩa và hâm nóng lại. Đây là người phụ việc bếp của cô Liên, chủ quán hàng phố. À, quán hàng phố của cô Liên đó là mở từ năm nào tới giờ, được bao nhiêu năm? Cũng vài năm trở lại rồi con. Khoảng mấy năm con? Hơn 10 năm. Thì tại sao mà cô Liên lại mở mấy cái quán hàng phố, nó toàn là những món của người Quảng, người Đà Nẵng không vậy cô? Tại gốc cô người Quảng mà, gốc của dạ, ông bà cũng người Quảng. À, cô Liên cho con hỏi là ở quán mình thì cái món nào là chủ đạo và là đông thực khách mà ăn nhất của quán mình ạ?
Những năm trước cô bán mì Quảng không à? Yeah. Mì Quảng là hầu như là chủ đạo đó. Sau này cô thêm những cái món ăn nhẹ giống như hết súp bánh tráng, rồi lòng sòng nghệ, rồi bún cá các loại, cá ngừ, cá thu, yeah, mì Quảng là chủ lực đó. Yeah. Rồi cho câu hỏi là quán mình mở từ mấy giờ tới mấy giờ là đóng cửa? 7 giờ là có món rồi đó, mà khách ăn văn phòng đã ăn trễ. 7 giờ sáng hả con? 7 giờ sáng là có rồi. Rồi cô bán vừa bán vừa làm món ăn này tới trưa. Yeah. Tới trưa là 11 giờ là khách văn phòng ùa về. Yeah. Rồi xong ăn như tầm vậy đó, rồi ăn như tầm ăn lên rồi đó, tới 2 giờ là gút. Yeah. Văn phòng đi làm rồi xong quán cô thì cũng mở cửa để bán cho khách vãng lai, khách tay rồi vô ăn từng một vài tô vậy đó. Rồi cô nghỉ ngơi, nhân viên rồi nghỉ ngơi tới 5 giờ rưỡi, 6 giờ khách mới lên. Khách lại vào lại. Dạ, yeah. Khoảng mấy giờ là mình đóng cửa mình nghỉ á? 9 giờ. Dạ. Yeah. Mà khách mà ăn trễ thì nhiều khi ngồi tới 10 giờ phải ráng đợi khách một tí. Cái nục hấp với lại lòng sầu nghệ khách gọi. Em ơi. Quay mà lại là tại vì toàn trốn giờ đi nhậu á, tối qua đi ăn nhậu. Cái này là chết luôn á. Chứ nói này nói nhanh này, ông đảm đầu tư này. Đây là mì Quảng của mì Quảng các bạn. Đơn giản là mì Quảng gà, tí bánh tráng, tí lòng sống. Đây là cá hả chị? Cá lóc. À, sau đây các bạn, đây là cá mì Quảng, cá lóc. Mì Quảng thì có nước như nước liền, rau với lại là bánh tráng. Và cái nguyên liệu nguyên thuộc của món mì Quảng. Đây là thịt gà ba chị cũng có trái được cô Liên luộc sẵn đó. Vừa mới luộc còn nóng, còn rất là tươi. Đây đây là cá lóc hấp. Cái lục con rất là đều, rất là vừa lâu. Để cũng bánh tráng là đồng sản. Một món ăn quen thuộc của người vợ luôn là người Đà Nẵng. Đây là những nguyên liệu từ gà cho đến tôm cho đến thịt và cả cá sườn non của món mì Quảng. Cá thu, cá cuốn bánh tráng. Cá. 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 C
Bữa tối mình sẽ có cái chén súp nữa hả cô? Súp này nấu bằng xương, xương gà, dạ. Xương. Mày lấy bánh tráng cho một cuốn cá ngừ đi. Xe tôi gọn gàng, khách đó, và rất là đông. Đây là cái bún cá ngừ hả chú? Bún cá ngừ. Chú cũng người Quảng luôn chứ chú à? Món này cũng người Quảng luôn á. Dạ. Mà chú có hay ăn món này không ạ? Có. Ăn thường xuyên món này. Là bún với lại nước nhân vào là một tô và một lát cá ngừ thật là to. Cá ngừ. Bún với mắm, rau. Mắm, rau, bún tráng. Bún tráng nữa. Cái bún cá ngừ rất là ngon, một món đặc sản rồi, rất là quen thuộc của người Quảng và người Hà Nội. Là món cá ngừ của bánh tráng, món nêm hoặc là món nhỉ nha các bạn. Ba con cá ngừ rất là to, một phần là bao nhiêu tiền vậy hả? 120 ngàn một phần như thế này. Chén em luôn. Chén em. Sài Gòn. Cái một nhỏ. Một phần là nhỏ 60 ngàn, hai con cá thu. Không chờ anh cũng có đam mê đó ban. Đây là một phần là cá thu của bánh tráng 60 ngàn, gồm hai con. Trời ra sang đứa nào số mấy là phải bắt không được. Cá nục phần 60 ngàn, phần nhỏ của quán của Liêm cũng bánh tráng rất là rộng. Một cái món ăn rất là quen thuộc của người Đà Nẵng và người Quảng Nam. Là món súp cá, thịt lục của bánh tráng, cái món cá nục hấp với một chị mới gọn xong. Cái sảnh
ngay chỗ đó. Và mặt tiền thì quán Cô Thu sẽ có một cái khu ăn riêng nằm trên lầu. Chúng ta sẽ tham quan cái đường vô hướng về bếp bằng đường lên cầu thang. Chúng ta sẽ nhớ một căn phòng mấy lần cho yên tĩnh. Đây, một căn phòng chưa có khách. Và phía trong này cũng sẽ là một căn phòng. Những cái thu, cái ngừng của cô nấu, những cái ngừng của cô để xử, cùng những cái gia vị, cùng những cái món từ quảng, đây là một con cá thu được hấp sẵn, bọc giấy bạc, rất là thơm, từng phần được hấp riêng với nhau. Bên cạnh là những chú cá nục nhỏ, rau, cơm, nhìn thấy cơm gà, gà luộc sẵn. Ở đây là hến súp bánh đa. Đây là buổi trưa rất là đông khách, đã chặt hết chỗ gửi xe rồi. Bàn khách kia thì mới vào, đa số là văn phòng và các cơ quan ở gần đây thôi. Còn đỡ bụng có thể gọi là cá nục tươi kho, tươi kho, kho không để với kho thêm của người Quảng, ăn với cơm rất là ngon. Em là quen quá này thế nào? Yeah. Đây là món bánh bèo của người Quảng, người Đà Nẵng. Khách vừa mới gọi cùng với lại tô nước dân rất là ngon. Cái món bún và mì Quảng là bún bánh tráng thì cá thì có cơm kho và thịt kho ở quán Cô Liên nha các bạn. Có phần bún cái ngừng sẽ là có bún và một cái tô nước nhân như thế này rất là ngon, và kèm lại với lại rau và chúng ta ăn kèm.
thể thấy buổi trưa là ở dưới và cả trên lầu đã full rồi, không còn chỗ trống để mà ngồi nữa. Khách có thể ăn cơm, ăn bún mắm, bún mì quảng, cá thu, bún cá thu, cá nục của bún cá. Và cả những món khác nữa. Ở đây có rất là nhiều món. Chủ thì cứ cần mẫn dọn xe cho gọn gàng, khách có thể vô. Khách đông quá, đã full bàn rồi, hết chỗ ngồi rồi. Trên đây là khách gọi trên lầu. Quay thực phẩm nhỏ nhỏ của quán cô Ly cho giữ rau này rất là nhiều nguyên liệu, tất cả các món ở đây. Cách đồng quán cô Liên làm tất bật, có thể là không kịp luôn các bạn. Thank you.